nào ai biết đâu nỗi đau ngày chia xa, lời tình ngọt ngào ru ta, nào ai có hay khi tình bay xa, mắt bao nên rơi cũng vì quá tin người đã quên quên tôi rồi, lại để quên bao nỗi u sầu, lòng đau một đời ôm đắng cay. Thà không biết nhau, trái tim nào thương đau, hẹn hò làm gì để cách xa tình hai chúng ta, sao nhiều phong ba dối gian đầu môi để lừa dối tôi, tình sẽ đôi với một người bạn của tôi em cũng không chừa, vì đâu tình người mau thay đổi, vì cớ sao hai người đã tan, yêu thương nhau làm tôi đau đớn, còn nữa đâu sao được trái ngang, yêu thương chi bạn tôi đấy thôi, câu chia vui thả em nói thôi, tôi không đau khi gặp nhau ta không quen biết nhau như người xưa. Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với Tuyên Vũ Audio chúng em. Vâng thì hôm nay là chúng em cảm ơn bác An ở Long Khánh Đồng Nai đã tin tưởng bên em và có đặt bên em là 4 bộ mic VKTV. Vâng, em rất là cảm ơn bác An nhiều. Thì đây là cái em cũng test qua cho bác An để chuẩn bị là cho các em nó lên đường vào trong miền Nam. Vâng thì trên thị trường thì chúng ta chắc là không lạ gì với cái dòng là VKTV cả các bạn đúng không ạ? Đây VKTV đây các bạn. Đó. Cái dòng này ấy, là một trong những cái thương hiệu nổi tiếng nhất trong giới âm thanh Việt Nam. Nó chúng ta chắc hẳn là ai mà từng yêu karaoke, đam mê karaoke thì đều biết đến VKTV phải không ạ? Vâng. Thì cái mẫu Ghana này thì bọn em vừa nhập thêm một chút về thì lại bác An bác ấy lại nhập lại báo là cho bác ấy là 4 bộ. Vâng thì hôm nay thì em cũng sẽ là chi tiết hơn cho các bác, nếu các bác nào có nhu cầu thì là em cũng sẽ chi tiết hơn, bởi vì vừa rồi em cũng đã nói, em cũng đã hát thử qua một đoạn rồi thì chắc là các bác biết là cái tiếng âm của nó rất là ấm đó, nó không như các dòng mic khác đó. Thì cái dòng mic này các bác nhìn này, cái đèn đồng hồ hiển thị của nó khác hẳn hoàn toàn so với các dòng khác các bạn, khác hẳn luôn ạ. Đó, chế độ chờ của nó rất là đẹp nhé. Chế độ chờ khi mà chúng ta không sử dụng đến ấy, nó là màn hình LCD, nó chạy nhảy rất là đẹp. Còn đây một một hai ba bốn năm sáu, một một hai ba bốn năm sáu, một một hai ba bốn năm sáu. Đó, các bác thấy không ạ, tiếng âm rất hay, rất đẹp, rất sắc nét. Đó. Thì các bác có quan tâm đến sản phẩm bên em thì cũng để lại bình luận bên dưới hoặc liên lạc trực tiếp từ số điện thoại 0978503822, bên em sẽ hỗ trợ và tư vấn cho các bác. Đó, thì là tất cả các màn hình hiển thị của dòng mic này các bác nhìn để ý nè, rất là ô, rất là đẹp nhá. Đó, rất là bắt mắt, thiết kế rất là đẹp, chất âm dạng tốt, mà giá thì này là giá rất là yêu thương cho các bác nào mà đam mê ca nhạc, đam mê karaoke thì hãy liên hệ với chúng em. Đó, thì chúng em sẽ làm sao để cho các bác có một cái giá tốt nhất thị trường bây giờ. Đó, mà cái dòng sản phẩm này là không phải nào ở đâu cũng có được nhé các bác nhé. Các bác, em khẳng định là không phải đâu cũng có. Đó, thì bởi vì sao? Bởi vì là chưa ra mắt thì đã anh em đại lý đã lấy mất rồi. Đó, nó không được bán trôi nổi như các dòng mic khác. Đó, bởi vì cái thương hiệu, cái tên thương hiệu này nó là luôn luôn được mọi người dùng là săn đón. Đó, mỗi một lần một sản phẩm ra là đều là có những anh em người ta để ý, người ta săn đón mất rồi. Đó. Thì các bác có thể thấy không? Từ cái thiết kế cho đến cái cấu hình, làm gì giống ai đâu, một mình một kiểu. Nhưng nó lại rất là đẹp, nhìn nó kiểu như là thời công nghệ 4.0 nó phải như thế này. Đó. Thì là cái chất âm rất là đẹp. Chất âm rất là hay các bạn. Thì em cũng cảm ơn các bác đã theo dõi video và cũng cảm ơn bác An ở tận trong Đồng Nai và cũng có đặt hàng của bên em, và bên em thì cũng đã tép qua cho các bác để cho các bác nghe thử.
Vâng, xin chào các bác.